Sau Hằng nhận được điện cho các bác. Bây giờ là buổi chiều tối ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020. Em test cái chiếc máy rửa bát Nationa 60S6 trước khi bàn giao cho bác khách hàng các bác nhé. Đây là một con máy mà rất là nhiều các bác ưa chuộng. Nó có khử khuẩn bằng tia cực tím. Dòng 3 tay full, toàn bộ thân vỏ bằng inox hết. Đấy, cho nên rất là nhiều các bác khách hàng ưa chuộng là nó lại có kính trong suốt, các bạn nhìn nó phun rất là mạnh, cái nhìn rửa nó rất là hay. Máy thì rất dễ sử dụng thôi, người Nhật nó thiết kế rất là dễ sử dụng. Đây là bảng điều khiển của nó này, rất là dễ sử dụng. Nút bật nguồn này, nút tắt và nút bắt đầu rửa, nút hẹn giờ, chọn thời gian sấy, đấy, nút chọn chế độ là chế độ yên lặng, đây là chế độ chọn chế độ rửa. Nói chung là người Nhật họ làm cái gì rất là thông minh. Máy này nó khoang rất là rộng rãi, các bạn nhìn nó đang phun nhỉ, rất là mạnh. Răng chỉ vẫn còn rất là đẹp, răng Nhật rất là mềm. Nước rất là nóng, nước bọn này nó rửa luôn 80 độ C các bạn nhé. Toàn bộ thân ruột bằng inox hết. Các giá lại bằng inox hết này. Chung là một con máy rất là nhiều các bác khách hàng ưa chuộng, giá cả thì bình dân rất là hợp lý. Em bán con này có 3,8 triệu thôi các bạn nhé. Hiện tại chỉ còn một con nữa thôi. Các bác khách hàng là có nhu cầu có nhiều phun mạnh thì các bác liên hệ, phun kinh khủng luôn. Các bác bảo nó phun như thế này bằng với cái nước nóng thì bát đũa mình quá sạch luôn ạ. Các bác nhìn nó phun ghê chưa? Phun như vòi rửa xe, rất là mạnh. Chứ là mình rửa bằng tay nói thật các bác là không sạch được đâu ạ. Để qua là Việt Nam mình thì cái máy rửa bát thì nó vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ lắm thôi. Nhưng còn thế giới hay Nhật, người đa số nhà nào họ cũng dùng cả. Nó rất là sạch sẽ. Còn nhiều bác thì vẫn với cái tư tưởng của là ngoái 5 phút thì xong, thì thật sự nó vẫn còn lạc hậu ở những cái năm 90 của thế kỷ trước rồi. Còn thế kỷ bây giờ nó hiện đại, cái tư tưởng nó cũng thay đổi các bác. Mua cái máy rửa bát, thứ nhất là giải phóng sức lao động, thứ hai là nó sạch sẽ an toàn cho cả gia đình. Công việc rửa bát thì rất là nhiều chị em ngại. Các bác nào có nhu cầu mua rửa bát thì bây giờ chỉ có 4 triệu, hơn 4 triệu một cái máy thôi là các bác rửa thoải mái rồi. Máy Nhật này bảo hành cho các bác thoải mái vô tư luôn, bảo hành 6 tháng. Lỗi lầm gì em hỗ trợ các bác thoải mái trọn đời, không phải nghĩ ngợi gì về mấy cái máy này cả. Cảm ơn các bác nhé.